đầu từ phủ chú con qua mè thầu ké bà hương thay tà nả hời phú gia xin hư con chơ là tổ chức thầu giây phút là đô tàu đô làn tiền chùa tiền bia trong năm hạnh phúc xin khỏi tiền em ca nả xin là khát vay nhưng hẳn kia đâu thao tốt mưu chiếu con khỏi đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi tiếng cung quan chư quân kinh đầu thầu kẻ phong bàn quấn áo đi huế tóc ba con nà mê nồng ăn ba má cây mi đeo con nà kén nghe đi mơi ăn ba mươi giờ đó là mới nhớ chưa sức đeo sáu con nà cùng ba mươi quay được lo thì mong ơi tam ba sức ngãi đeo con đàn ba cầu mà thầu năng nhất cần để thái nghề ao cần năng kim kẽ và mới chầu ao cần năng kim đầu túng xem cần bướng nơ hoặc là nơ mẹ mà làm tay ngô ca ôi thái nghề quan đi khỏi có mắt cho đồ sau dài phần phải bán che na lầu may phần chậu vì lòng tốt tương tế phải đơn giản hai tháng thảo ăn nước vì lòng thảo kế nữa. Mọi người rất là tuyệt vời, cảm ơn những giọng ca vô cùng tuyệt vời của bà. Chúc bà sẽ có thật nhiều sức khỏe và phục vụ chúng con muốn nghe bà hát rất nhiều nữa. Cảm ơn bà rất nhiều. Và kính thưa thầy quý vị, còn bài giờ phút này đây xin mời đội văn nghệ sẽ tiếp cận sân khấu ạ. Đội văn nghệ của bạn Đà Ngám Hay sẽ gửi tới toàn thể quý vị quan khách với một tiết mục dạ vâng ạ, vũ điệu In Là Ơi.
phòng kính mời. Vâng, và chúng ta sẽ cùng cảm giác lại những câu chuyện tâm tư của mình, cùng với những người bạn công tác khác của mình, cùng hướng ánh mắt của mình dõi theo cô dâu và chú rể chúng ta trở về sân khấu. Quý vị ơi, chúng ta đang được nhìn thấy cô dâu chú rể của chúng ta đang cùng nhau tay trong tay trở về sân khấu, trở về lễ đài hạnh phúc của cô.